Đấy, đây là chè xịn bán ở công ty các bạn ạ. Đây là giải thưởng này. Đấy, chè xịn bán ở công ty này đấy. Tất cả các giải thưởng chứng nhận này. Chè xịn đấy các bạn ạ. Chè xịn luôn. Đấy, mỗi một cái loại trà nó lại ấm pha khác và uống chén khác. Không uống chung nhau. Đấy. Ôi giời, đấy. Matcha. Đấy. Chén khác, ấm khác. Cả đều khác nhau. Đấy, các loại ấm chén hay nhỉ. Chén khác, ấm khác, trà khác. Một hộp này bao nhiêu tiền hả chị? À đây có giá đây à? À đây 70 này, 80. Anh Phong lấy một hộp về uống đi. Trà sữa luôn à? Đấy tam đường đúng không? Bên em có dòng trà nhúng, trà khô, trà sữa. Trà nhúng, trà khô, trà sữa. Trà này là... Dạ, cái đấy là trà nhúng hương nhài ạ. Trà nhúng hương nhài. Trà hương nhài uống tốt lắm. Trà hương nhài, hồng trà hương nhài uống chữa bệnh ấy. Ô Long Thiện Trà và Ghen Mai Trà. Mua làm quà với tặng đi. Mua về làm quà với tặng đi. Nếu mà biếu tặng thì bên em có cái bộ trà 3 món thì nó sẽ có 3 món. Option, mua biếu tặng luôn. Tết này về tặng 250.000. Thì mình sẽ có 3 loại trà. 3 loại trà. Nó có 3 loại luôn, option 3 loại luôn. Đấy, đấy đẹp chưa? 3 loại trà là trà Ô Long, Kim Tiên, Sen Tra. Đấy. Trong đấy là Kim Tiên là dòng trà truyền thống. Sen Tra là dòng trà được sản xuất theo dây chuyền Nhật Bản. À. Còn Ô Long là dòng trà được sản xuất theo dây chuyền của Đài Loan. À, Đài Loan, Nhật Bản. Thì nó sẽ có cái độ chát dã man dần từ Kim Tiên, Sen Tra và Ô Long. Úi giời, hay quá nhỉ. Dạ vâng đúng rồi. Úi giời, cái Ô Long thì nó sẽ chát nhẹ lúc ban đầu chát và nhẹ. Sau nó ngọt hậu. À. Sen Tra thì nó sẽ chát thanh. Chát thanh. Còn cái Kim Tiên này thì nó sẽ là cái dòng trà chát đậm nhất. Bởi chát vì đây nhất. Là dòng trà truyền thống. Trà truyền thống. Lấy về tặng bố vợ đi. À chưa bố vợ, tặng thế tặng bố chồng anh à nhỉ? Tặng bố. Bánh quy làm từ bột matcha. Dã man.